Dạ, em à, Thành chào cả nhà nhá. Dạ vâng ạ. Hôm nay em Thành lên một video giới thiệu những tác phẩm rất mới là bên em. Đó tác phẩm đầu tiên mà em Thành muốn gửi đến anh chị em chúng ta. Đó là tác phẩm Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Dạ vâng, nhà bác nào mà chưa có bộ Tam Đa thì thực sự là vô cùng thiếu sót ạ. Mà các cụ mang về sự giàu sang, phúc đức đúng không ạ? Tuổi thọ đúng không ạ? Rất chi là tuyệt vời. Kích thước của tác phẩm cao 1m10. Cả kỷ, không kỷ là 95, rộng 48 và sâu 18 các bác nhé. Bây giờ các bác đi thưởng lãm tác phẩm của em Thành này. Đấy, diện mặt của các cụ này, đấy, rất chi là tuyệt vời. Đấy, cụ Phúc này, trên tay cụ bồng một cháu bé. Đấy, cháu bé lại cầm một thỏi vàng, rất chi là tuyệt vời, đúng không ạ? Cụ Lộc này, đấy, các bác này. Tay cầm cụ một thỏi vàng, tay cầm gậy như ý, vô cùng tuyệt vời. Ánh mắt nụ cười rất chi là tuyệt vời. Những chùm râu thợ bên em đục rất là sắc nét. Đấy, kỹ càng các bác này, tỉa tót này, đấy, tán tà áo này, đấy, rất chi là sắc nét. Đường vân này, vân hoàn toàn tự nhiên các bác nhé. Hàng đến khối 100% ạ. Đây này, cụ thứ ba, cụ Thọ. Đấy, rất chi là tuyệt vời. Các bác thử lãm kỹ cùng em Thành. Tay cụ cầm một chiếc gậy, tay bên này cầm một quả đào, thể hiện sự trường sinh bất lão, rất chi là tuyệt vời. Tà áo của cụ thợ bên em đục season rất chi là kỹ càng sạch sẽ. Đấy, ba cụ trấn trên là những thỏi vàng, đấy, chum tiền, nhiều đồng tiền, rất nhiều đồng tiền. Đấy, trên ở trên cụ đứng dưới một gốc đào gồm rất nhiều củ đào. Các bác thử lãm của em Thành này, thợ bên em đục này rất chi là sạch sẽ, canh bông này. Đấy, từ hoa đào này, quả đào này, vân này, hoàn toàn tự nhiên, gỗ rất chi là đẹp, hàng liền khối 100%, đế em Thành vẫn để mọc, vẫn rất chi là thơm các bác nhé. Đấy, phía trước tác phẩm vô cùng tuyệt vời rồi. Các bác thử lãm phía sau tác phẩm của em Thành này. Đây, em xin phép em sau tác phẩm đây rất chi là tuyệt vời đúng không ạ, sạch sẽ kỹ càng. Với một tác phẩm vô cùng tuyệt vời như vậy, em Thành xin giao lưu với cả nhà với giá là 5.800.000. Em Thành xin bán xích. Các bác xem video mà thích bộ tác phẩm Phúc Lộc Thọ này thì hãy chụp ảnh và liên lạc lại với em Thành nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Dạ, tác phẩm thứ hai mà em Thành gửi đến anh chị em chúng ta đó là một tác phẩm Di Lạc Tam Phúc. Dạ vâng ạ, được làm từ chất liệu là gỗ mộc am, hàng lần khối 100%, kích thước cao 80, rộng 45 và sâu 28. Một tác phẩm di lạc dáng ngồi rất phù hợp để trên đôn, trên bàn hoặc là trên cạnh tivi, rất chi là phù hợp ạ. Các bác thử lãm cùng em Thành này. Đấy, tư thế ngồi của cụ này rất chi là phiêu, rất chi là tuyệt vời. Đấy, tay cụ trống trên này là những bao tiền. Đấy, bao tiền này, rất nhiều tiền này. Đấy, tay bên kia cụ cầm một thỏi vàng mang giàu sang phú quý về cho gia chủ. Cụ trấn trên một cái bao tiền rất chi là to. Cái phôi gỗ này rất là đẹp bác nhé. Các bác ạ, một cái phôi gỗ làm trọn vẹn cái bao tiền rất chi là to. Đấy, cụ ngự dưới một gốc gọi là một dưới một gốc cây đào. Đấy, gồm rất nhiều củ đào. Thợ bên em đục rất chi là sạch sẽ, canh bông. Các bác thử lẽ này, không những ở phía trước này, phía sau này thợ bên em cũng đục này. Đấy, đây này các bác này. Đấy, canh bông này gồm rất nhiều củ đào này, rất chi là tuyệt vời, sắc nét Jason này, những cây cành đào này rất chi tuyệt vời. Đấy các bác này, moi móc này. Đấy, moi móc này, trước sau rất chi là đẹp luôn. Rất nhiều quả đào, vân hoàn toàn tự nhiên, liền khối 100% các bác nhé. Đấy, rất nhiều quả đào và hoa đào. Đấy, một tác phẩm rất chi là tuyệt vời. Từ phía trước ra phía sau. Đấy các bác thấy không? Phía sau tác phẩm lớn Thành này. Luột là luôn. Luột như khúc giò, đế em Thành vẫn để mộc. Nên tác phẩm rất là lạ và thơm. Một tác phẩm rất phù hợp để trên đôn, trên kệ, trên cạnh tivi. Với tác phẩm vô cùng tuyệt vời như vậy, em Thành xin giao lưu với cả nhà với giá chỉ có 4.800.000. Em Thành xin báo ship. Các bác xem video mà thích tác phẩm, mà muốn dịch cụ về thì hãy chụp ảnh lại và liên lạc lại với em Thành nhé. Dạ, tác phẩm thứ ba mà em Thành muốn gửi đến anh chị em chúng ta là một tác phẩm Di Lạc Ngũ Phúc. Dạ vâng, đây là một tác phẩm trông nhìn rất đơn giản nhưng mà lại không kém phần tinh tế các bác nhé. Dạ vâng, kích thước của tác phẩm là cao 1m08, rộng 45 và sâu 28. Một tác phẩm Di Lạc Ngũ Phúc, liền khối 100%,
kích thước rất là cao, phôi gỗ già nên rất là nặng các bác nhá. Rất chia đơn giản nhưng mà rất tinh tế đấy các bác này. Đấy các bác thường lãm này, diện mặt của ngài này rất chi là ánh mắt thần thái, nụ cười hoan hỉ đúng không ạ? Làm trên một phôi gỗ vân gỗ này. Vân gỗ rất chi là sắc đẹp này các bác này. Đấy. Vân gỗ rất chi là đẹp. Vân hoàn toàn tự nhiên, hàng liền khối 100%. Đấy. Tà áo của cụ này rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Cụ đứng trên chấn trên một cái trụ này. Dưới đây là những cây sâm này. Đấy. Cây lấm ninh chi này. Trên là những chú tiểu đồng này. Trụ cụ phát một cành đào. Dưới cành đào là những sâu tiền, treo những sâu tiền mang giàu sang phú quý về cho gia chủ. Rất chi là tuyệt vời. Đấy. Một tác phẩm rất chi là đẹp. Đấy, các bác thử lại phía sau tác phẩm của anh thầy. Đây, phía sau tác phẩm này luồn này đẹp đấy, đục thợ bên em đục tứ diện luôn đấy, ngay cả đồng tiền này các bác này đấy, phía sau đồng tiền bên em quanh bong sạch sẽ này đấy, cụ đứng trên tảng đá này rất chia đẹp, vân hoàn toàn tự nhiên liền khối 100%. Đấy em thành vấn đề mộc nên tác phẩm này vẫn rất chi là thơm các bác nhé. Rất chi là thơm. Với tác phẩm vô cùng tuyệt vời như vậy em thầy xin giao lưu với cả nhà với giá chỉ có 6.900.000. Chỉ có 6.900.000. Em thầy bác ship. Các bác đã dinh một tác phẩm rất chi là tuyệt vời. Để trưng trong phòng khách, làm phòng khách của mình sang trọng và mang giàu sang phú quý, vui vẻ, may mắn về cho gia chủ mình. Rất chi là tuyệt vời ạ. Các bác xem video mà thích tác phẩm thì hãy chụp ảnh và liên lạc lại với em thầy nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ. Dạ vâng, em thầy xin chào cả nhà nhé.